Vâng, Khang Minh JBL, kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Pro Mỹ bãi hàng tuyển chọn. Xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Hôm nay là 24 tháng 10, Khang Minh JBL làm thêm một video nữa, đó chính là test chất âm cặp loa full đôi 4 tấc dòng từ thường cao cấp nhất của hãng JBL, model 4733X. Một trong những model rất hiếm hoi trên thị trường hiện nay, đặc biệt là những cặp loa đẹp, những cặp loa xuất sắc. Tuy nhiên, Khang Minh JBL vẫn thường xuyên tuyển chọn được về shop những cặp loa đạt độ đẹp rất cao nhằm cung cấp cho các bác và quý anh em có nhu cầu model rất khủng này của hãng. Sở hữu được cặp loa này trong nhà ví như sở hữu được hai anh ca sĩ miễn phí khi các bác có nhu cầu giải trí. Sau đây Khang Minh JBL tiến lại gần một lần nữa các bác và quý anh em xem về ngoại thất và độ zin nguyên, độ đẹp của cặp loa này trên shop của Khang Minh JBL hiện nay. Các bác cùng xem loa này, tuyệt đẹp luôn. Hôm nay Khang Minh JBL sẽ vẫn là test chất âm thể loại nhạc vàng nha các bác nha, cũng là yêu cầu của một số khách hàng muốn Khang Minh JBL test thêm chất âm của cặp loa rất hay này. Khang Minh sẽ lại quay qua vòng quanh một lượt nữa, các bác cùng xem vẻ ngoại thất của cặp loa mà Khang Minh JBL tuyển chọn kỹ lưỡng, nhập về shop cách đây ít hôm. Và giới thiệu thêm với các bác 725 nha, Khang Minh JBL về thêm một cặp nữa, đời đầu sản xuất ở Mỹ, vẫn thể loại hàng tuyển chọn mà Khang Minh JBL vẫn thường xuyên cập nhật, cập bến về tới shop cung cấp cho các bác và quý anh em có nhu cầu. Đó, các bác xem phía này, loa tuyệt đẹp luôn. 725, một trong những model cao cấp dòng bát neo, chép neo full đôi 4 tấc, nó chỉ đứng sau model STX825 thôi. Khang Minh quay qua một phía bên hông này nữa các bác cùng xem. Các bác xem cái tay sách này, mới dã man luôn. Các bác có nhu cầu, anh em có nhu cầu model 725, liên hệ tới Khang Minh JBL nha, để có được thông tin cụ thể nhất cũng như giá tốt nhất. Sau đây Khang Minh JBL chuẩn bị nhạc. Xin mời các bác và toàn thể quý anh em đeo tai phone hoặc mở ra thiết bị nhà mình. Khang Minh sẽ chỉnh lại một chút bởi vì chân quay video của Khang Minh nó hơi bị lệch và nó cũng không được led cho lắm. Nó đang lấy led. Các bác và quý anh em cùng nghe nhạc nhé. Tôi kể người nghe đời lắm ba điểm một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lãng chung cuối nẻo đường.
gặp nhau Lan khẽ nói: thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì tuyển chọn trên shop của Khang Minh JBL. Có thể liên hệ tới số máy của Khang Minh JBL để được tư vấn và hỗ trợ, cũng như nắm bắt thông tin giá và hình ảnh chi tiết nhất của từng model mà các bác có nhu cầu. Đây là số điện thoại và địa chỉ của Khang Minh JBL. Khang Minh JBL xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác và toàn thể quý anh em ở những video lần sau.